con siêu phẩm cực kỳ đẹp. Siêu phẩm cực kỳ đẹp đây các anh nhá. Virtu Signature S chính hãng vàng khối các anh nhá. Toàn bộ khung này vàng khối này. Toàn bộ khung này vàng khối này. Toàn bộ bàn phím này bằng vàng khối hết các anh nhá. Bàn phím này bằng vàng khối hết. Khung này bằng vàng khối hết này. Lưng da nâu. Trời ơi đẹp dã man, lưng da nâu. Đây, cái này lưng da nâu nữa. Trời ơi quá đẹp các anh ạ. Quá đẹp, quá đẹp. Chính hãng độ vỏ. Vàng khối, bề mặt này vàng khối hết các anh nhá. Mặt kính sapphire chính hãng nhá. Kính sapphire chính hãng luôn. Kính sapphire chính hãng. Gốm chữ V chính hãng luôn. Vàng khối luôn. Quá đẹp các anh ạ. Là siêu phẩm của siêu phẩm. Đây em mở lên cho các anh xem giao diện cực kỳ mới. Giao diện cực kỳ mới luôn. Đấy. Giao diện rất mới. Đây mình cùng bấm nút âm lượng nha. Đấy, 10 mức các anh nha. Từ 1 đến 10 chứ không phải từ 1 đến 8 nha. Từ 1 đến 10 chứ không phải từ 1 đến 8. Đấy. Rồi. Kính bên siêu này, bấm ra con siêu này. Đấy, giao diện cực kỳ mới. Quá đẹp luôn các anh ạ. Quá đẹp, quá đẳng cấp. Con siêu này. Ấn mã lệnh nha. Sao thăng 9 2 7 10 2 6 8 9 thăng. Đây, ra mã lệnh. Rồi. Chiếc điện thoại Virtu Signature S Red Gold Brown. Tức là chiếc vàng hồng này, vàng 18K này. Và phiên bản da nâu này ở trên thị trường hàng chính hãng đang bán với giá khoảng 600 triệu đồng một chiếc. 600 triệu đồng một chiếc. Tuy nhiên ở TS Mobile có thể tự làm được bộ vỏ vàng khối này nên giá thành hạ đi rất là nhiều, bởi vì chúng ta không mất tiền thương hiệu. Đấy. Và ruột thì ruột máy chính hãng luôn nhá, vỏ thì vỏ vàng khối, mặt kính thì kính sapphire chính hãng, gốm thì gốm chính hãng. Đấy, chính hãng luôn con này, không thua kém một tí nào so với cả máy hãng cả. Máy hãng là có giá khoảng 600 triệu đồng. Chiếc máy này có giá là 250 triệu đồng các anh nhá, 250 triệu đồng. 250 triệu đồng với phiên bản vàng khối, toàn bộ chỗ này vàng khối. Các anh cùng xem toàn bộ nó vàng khối như nào. Toàn bộ vàng khối các anh nhá. Có giá là 250 triệu đồng. Và trong livestream này thôi, chỉ trong livestream này thôi thì em để cho các anh với giá cực kỳ rẻ, cực kỳ khuyến mại, cực kỳ ưu đãi. Giá gọi là giá rẻ tụt quần luôn, giá 170 triệu đồng thôi, chỉ 170 triệu đồng.